Gặp lại chiến binh một cái tên sau 2 năm bán cho nghệ nhân hoặc Hòa Mi. Chiến binh một cái tên. Cách đây 2 năm em đã chuyển cho nghệ nhân hoạt Phạm Mi. Đến bây giờ ông anh vẫn giữ. Con này không dễ chơi thì không có nào dễ chơi bằng. Con này nó phải ấm ấm lên, nó lên hết đuôi rồi. Đuôi này ra tách à? Ra tách như hút mật vậy. Ôi, chim đấy, mà nhìn ra tách như hút mật rồi. Anh đố luôn, con chim nào có thể mượt được con chim này, khẳng định luôn. Mèo. Cái món đen trắng này hơi là ngoằn nhỉ. Món đen trắng này lật mặt ăn lắm. Đẹp nhỉ. Đi chơi dạy đuôi quá đẹp. Ôm rồi đấy. Là tách nách này. Như kiểu hút mật đấy nhỉ. Đẳng cấp không? Cầm để lên thế chứ nhỉ. Anh em nhìn tách nách này. Anh nhìn quả cống thấy chất rồi. Nhìn như hút mật ấy. Anh nhìn bộ cống thấy chất rồi. Bộ này là bộ lý chu cống gen. Gen đỏ lý chu. Bộ này mình mua đắt lắm. Bộ này mình mua đắt lắm đấy. Cái thời đấy mình đổ bằng cái cả cái bánh xe máy của mình. Kinh nhờ, mẹ chim 8 độ. Chim 8 độ. Từ tay Lee Sin ra thì đẳng cấp thật. 8 độ. Cảm nghĩ nào về uy tín của nói chung là anh em nuôi chim trẻ than thì cho ăn cám của mình cũng được. À nhưng mà mua tốt. Chim là mua chim của chim em. Giống giống tốt rồi nhưng mà quan trọng là cám nó phải ngon. Anh em ạ, con chim nó tùy vào tố chất đấy, đùa tí thôi nhưng mà con chim hay thì nó vẫn cứ hay thôi. Hôm nay thời tiết có 8 độ thôi các bạn. Chiến binh một cái tên 2 năm. Một cái tên à? Con này anh mới biết tên nó đấy. Con này là con một cái tên. Chiến binh này nhắc đến này, Hà Nội ai cũng biết. Mấy ngày không tắm này nhìn này. Lồng này, phần này. Phần trắng xóa, cám siêu đạm. Không không có mồi tươi đâu nhá. Ôm nhờ. Con này không lên được bốt luôn. Chưa, con này lông sơ lắm. Phải tắm nhiều vào. Tắm cái gì nữa? 3-4 ngày không tắm rồi. Mèo, mèo, mèo. Này có điện thoại xích sắt lên trời mẩn rồi. Đẹp chưa? Sợ nhà lạnh 8 độ. 8 độ vẫn trời. Trời.